Con là nữ cư sĩ, với đời sống thế gian, con muốn giữ được giới định tuệ sẽ rất khó khăn và yếu ớt. Con đang học ở Học viện Phật giáo hệ Từ Xa, và con nhận thấy đây chưa phải là các môn học mà nếu vô thường ập tới, con chắc chắn sẽ không thể nào mang ra sử dụng được. Là thân nữ thì con cũng không thể xuất gia vào chùa để tu tập, ai nói? Với pháp học pháp hành, con cũng không biết tham vấn ai để đi vững chãi hơn. Có khi bị kẹt mà không biết, bạn bè xung quanh họ làm phước nhiều hơn là đi vào kinh điển. Con phải đi như thế nào để đi từng bước vững chắc trên con đường tu, sư chỉ giúp con. Xin thưa, là ai nói quý vị là nữ thì không xuất gia vào chùa tu tập được. Bây giờ gọi là Nam Bắc thì đều được hết nha. Đông Tây sư không biết chứ Nam Bắc là quý vị đều xuất gia được hết, nữ vô được hết mà. Rồi còn nếu như quý vị vẫn muốn ở đời á, thì nó gọi là cái gì ta, có các cái khóa thiền, tham dự các khóa thiền 7 ngày, 10 ngày, kiếm cái khóa nào mà mình thấy nó ổn, nó đúng chánh pháp thì mình theo, thì từ đó mình có được cái pháp hành. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.